Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 146 Bóng đêm đã phủ kín tần phủ, tỷ nữ kia đi từ phía tây đến nên hiện tại dẫn đường cũng đương nhiên là đi đến phía tây. Tần hoan nhìn hành lanh quanh co trước mặt không khỏi nghĩ đến giấc mộng kỳ lạ lúc trưa ngay cả trong mơ cũng có người dắt nàng đi đến rừng trúc, vào trong rồi mới nhìn thấy được hai con mắt đang chảy máu của Lưu Xuân. Tần Hoan khẽ hít thở, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong đầu. Tỷ nữ dẫn theo đám người Tần Hoan, lại có thêm cả sai dịch quan phủ, cả nhóm hơn 10 người chậm chậm đi về hướng Tây Bắc. Chẳng bao lâu sau đoàn người đã đi đến bên cạnh hồ sen, dựa vào ngọn đuốc của nha sai, Tần Hoan nhìn xuyên qua bóng đêm dày đặc xung quanh hồ vừa nhìn đã thấy trên mặt nước hoàn toàn hoang phí giống y hệ với trong giấc mơ của nàng tần hoan siết chặt tay áo trái tim cũng đập mạnh hơn đằng kia linh đường của liễu di si nương đặt ở đằng kia tần hoan nhìn theo phương hướng tỷ nữ vừa chỉ nhìn thấy linh đường của liễu di si nương được đặt ở ngay bên cạnh tây hậu viện mà nàng và phục linh trước đây ở thậm chí linh đường này còn ở chỗ hẻo lánh hơn bởi vậy khoảng cách từ đây đến rừng trúc tím lại gần hơn nữa. Chiều Mama ở chỗ nào? Hoác Hoài Tín vừa hỏi thì tỷ nữ lên tiếng. Ở ngay cửa viện, lúc đó thấy Mama hét lên một tiếng thì bọn ta đã chạy ra xem. Bà ấy nói chưa được mấy câu thì ngất xỉu rồi. Hoác Hoài Tín thấy tỷ nữ miêu tả cực chân thực nên ông nhíu mày nói. Người dẫn bọn ta đến đó xem. Tỷ nữ gật đầu, đi xuyên qua hồ sen về hướng bắc. Chẳng bao lâu sau đã đến một tiểu viện. Triệu mama đang ngồi dưới đất tựa lưng vào cửa viện, bên cạnh có một tiểu nha đầu vẻ mặt kinh sợ đang ấn nhân chung bà ta. Tiếng bước chân của hơn 10 người khiến cho tiểu nha đầu đó kinh hãi co rụt lại vào trong viện, mãi đến khi nhìn thấy người đến là người của nha môn thì mới nhớ ra mà quỳ xuống hành lễ. Triệu mama đã tỉnh lại được một chút, thấy thê cũng quỳ sấp xuống đất. Bái kiến đại lão gia, bái kiến đại lão gia. Hoác hoài tín hừ một tiếng rồi hỏi. Ngươi vừa mới nhìn thấy ma chơi phải không? Nghe đến đây thân thể hoác hoài tín run lên. Vâng, là lão nô nhìn thấy. Thấy ở đâu, trông như thế nào? Mồ hôi lạnh trên trán triệu ma ma tràn ra, chỉ loạn xạ vào bên trong rừng trúc tím. Ngay, ngay trong rừng trúc kia là, là màu lam, à không đúng, là màu lục, chớp chớp lóe lóe, rất gấp gáp. Lông mày hoác hoài tín nhíu chặt thấy ở đâu thì dẫn đường đi. Triệu ma nghe thế ngay lập tức sợ đến mức sụi lơ xuống đất. Đại lão gia tha mạng, lão nô không dám, lão nô không dám, đó là cấm địa trong phủ, từ xưa đã có lời đồn về ma quỷ bên trong đó rồi, lão nô không dám đi. Nói xong thì triệu ma khóc lóc ầm ĩ. Hoác hoài tín còn đang định nói tiếp thì Yến Trì đã lên tiếng. Được rồi, chúng ta nhiều người, chia nhau đi lục soát là được đêm qua chi phủ đại nhân đã điều tra cẩn thận chưa? Hoác hoài tín ngạc nhiên. Đêm qua, đêm qua điều tra vội vàng, chỉ sợ. Hoác hoài tín còn chưa nói dứt lời thì Yến chỉ đã biết rõ ý của ông. Hắn không nhiều lời cũng không trách tội, chỉ dẫn theo đám nha sai đi vào bên trong rừng trúc. Mới đi được hai bước hắn chợt phát hiện tần hoan vẫn đang đi theo, hắn cho mày nhìn nàng. Ngươi ở bên ngoài chờ đi, Tần Hoan sao có thể buông tha cơ hội tốt thế này, nàng vội lên tiếng. Tần Hoan không tin mấy lời đồn đại về quỷ thần, Điện Hạ không cần lo lắng. Sắc mặt nàng rất kiên định, giọng nói tràn đầy tự nhiên, Yến chỉ chỉ nhìn nàng dây lát rồi lại quay đi thẳng, chỉ là bước chân của hắn chậm hơn một chút. Phục Linh đương nhiên là không muốn đi vào rừng trúc thế nhưng Tần Hoan muốn đi thành ra nàng cũng phải đi theo. Một tay Phục Linh đỡ lấy Tần Hoan, thế nhưng chủ yếu là vì bản thân mình sợ hãi tần hoan thấy thế mới nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng an ủi đi dọc theo con đường mòn phía tây dẫn đến rừng trúc tím chứng kiến quanh cảnh giống hệt với trong giấc mơ của mình chỉ có một chuyện không giống đó là trong mơ là ban ngày còn hiện tại trời đã tối đen rừng trúc càng trở nên âm u đáng sợ hơn đi mãi về phía trước rất nhà anh yến chỉ đã vào được bên trong rừng hắn quay đầu liếc nhìn tần hoan một cái rồi lại tiếp tục đi. Chẳng bao lâu sau đã đến chỗ lối rẽ, Yến chỉ nhìn xung quanh bốn phía, đang định phân phó mọi người cùng nhau đi tìm thì đúng lúc này bên ngoài rừng trúc có mấy ngọn đèn lồng thắp sáng lên. Yến chỉ quay sang nhìn thì thấy đúng là tần sâm đang đỡ tưởng thị đi nhanh đến đây. Lồng mày Yến chỉ và tần hoan cùng nhíu chặt lại. Chi phủ đại nhân, đêm qua lão phu nhân có đến không? Hoác hoài tín lắc đầu. Không hề, chỉ có đại công tử đi theo. Yến Trì gật đầu rồi nhìn sang nha sai bên cạnh. Các ngươi, hai người hợp thành một tổ đi vào tìm kiếm bên trong, xem xem rốt cuộc rừng trúc này có bí mật gì. Màn đêm đã buông xuống, rừng trúc này lại bỏ hoang lâu ngày, kể cả không nghe đồn về ma quỷ thì cũng khiến cho người ta sợ hãi, chứ càng đừng nói là vừa rồi lại có người nói là nhìn thấy ma chơi. Cũng mày Yến chỉ phân chia hai người một tổ, vừa nói xong thì đám nha dịch chia thành bốn tổ chia nhau đi về bốn phía rừng trúc. Đúng lúc này, Tần Sâm và Tường Thị cũng đi đến. Hoác Hoài Tín nhìn Tường Thị đi qua thì nhếch miệng cười. Đêm khuya rồi, chỉ là điều tra bình thường thôi, sao lại kinh động đến lão phu nhân rồi? Tường Thị vẫn giữ vẻ mặt yên lặng, cúi người thi lễ với Yến Trì rồi nói. Đêm qua đã điều tra qua chỗ này rồi, không biết vì sao hôm nay tri phủ đại nhân lại tới đây nữa. Hoác Hoài Tín liếc nhìn Yến Trì rồi ho nhẹ một tiếng. Đêm qua vẫn chưa điều tra cẩn thận, huống hồ vừa rồi có người thấy được ma chơi ở đây. Tiểu thư nheo mắt. Ma chơi đa phần chỉ là người ta tung tin đồn nhảm thôi, sao chi phủ đại nhân lại có thể tin được. Hoác Hoài Tín phất phất ống tay. Lão phu nhân đừng sốt ruột, bọn ta chỉ tra xét theo lệ thôi, xét xong thì sẽ ra ngoài. Cũng là xem xem chỗ này có cất giấu cái gì bất lợi cho tần phủ hay không. Tưởng thị vừa nắm chặt chàng hạt vừa run rẩy, nghe thấy thế chỉ ho nhẹ hai tiếng rồi không nói nữa. Còn ánh mắt tần sâm lại nhìn theo đám người cầm đuốc về phía sâu bên trong rừng trúc. Yến chỉ nhìn lướt qua vẻ mặt hai người rồi cũng lặng lặng chờ tin tức từ bên trong rừng trúc truyền ra. Chẳng bao lâu sau có một nhóm người chạy nhanh về. Thế tử điện hạ, ở tận cùng bên trong phát hiện một cái giếng. Giếng, tần hoan trao mày, Hoắc Hoài Tín và Yến Trì cũng trao mày theo. Tưởng Thị lên tiếng. Là giếng bỏ hoang trong phủ thôi. Tần Hoan nghe câu này xong thì trong lòng không khỏi nghĩ đến miệng giếng ở bên dưới giàn hoa kia. Lúc Tần Sương rơi xuống đã nói rằng nàng sờ thấy xương người ở dưới đó. Sắc mặt Tần Hoan hơi nghiêm trọng, nàng nhìn về phía Yến Trì, có Tưởng Thị và Tần Sâm ở đây nên ánh mắt nàng cũng đụng phải bọn họ. Yến Trì đột nhiên lên tiếng đến đó xem thử, có thể dưới giếng có cái gì đó nên mới bốc lửa. Yến chỉ hạ lệnh, tần sâm đang định mở miệng thì lại bị tường thị vỗ vỗ ra hiệu. Yến chỉ không cần phải nhiều lời, hắn dẫn mọi người đi sâu vào bên trong rừng trúc. Tần hoan vội vàng đuổi theo, còn bên này thì ánh mắt tường thị lại dính chặt lên trên người tần hoan. Thế tử điện hạ, chính là ở bên kia. Nhà sai đón lấy một đám người cùng nhau đi về phía trước hơn 10 trượng nữa. Suốt dọc đường đến đây thì trúc tía, càng mọc càng rậm rạp, lá khô cũng chất thành từng đống từng đống dưới đất. Nhà sai kia nói miệng giếng này lại nằm ở tận nơi sâu nhất trong rừng. Đó là một miệng giếng mà thành giếng đã bị sụp đổ hết, chỉ có một tảng đá lớn đặt nghiêng nghiêng ở bên cạnh. Điều duy nhất có thể khiến người ta biết đây là miệng giếng chính là có một hố đen hình vuông, sâu thăm thẳm trên mặt đất. Tần Hoan nhìn miệng giếng và tảng đá lớn kia, thế nào cũng thấy có chỗ kỳ quái. Đã đi vào nơi sâu nhất trong rừng, mùi trúc thơm mát hòa lẫn với mùi của cành khô lá héo rơi rụng quanh năm đang phân hủy dưới chân khiến cho tất cả cùng thấy gai mũi. Thế nhưng dù là vậy thì tần hoan vẫn ngửi được mùi mà chỉ người chết mới có. Nghĩ đến giấc mơ kia, không hiểu sao tần hoan lại lạnh lựng, nàng nhìn chằm chằm xuống giếng, tim cũng đập nhanh hẳn lên. Yến chỉ nhìn theo ánh mắt tần hoan, Bạch Phong xuống xe một chút. Lời này vừa nói ra thì đã nghe thấy xoạch, một cái là tiếng tràng hạt của Tưởng thị rơi xuống đất. Hoắc Hoài Tín kinh ngạc liếc mắt nhìn sang Tưởng thị, Yến Trì và Tần Hoan lại chẳng hơi đâu đi để ý đến biết cảm của Tưởng thị và Tần Sâm. Bạch Phong nhìn sang xung quanh, cầm lấy một mọn đèn từ trong tay nô bộc của Tần phủ, hắn cầm đèn quơ quơ trên miệng giếng rồi không hề kiêng dè gì mà nhảy luôn xuống. Nhìn thấy hắn như vậy, tường thị chậm rãi, thở dài. A-di-đà Phật, đều là tội lỗi của tần phủ. Yến chỉ vẫn không thèm để ý, hắn chỉ tập trung nhìn xuống giếng. Hoác hoài tín nhìn sang tường thị nói. Lão phu nhân, lời này là có ý gì? Tần sâm nhặt chàng hạt lên, tường thị lại một lần nữa nắm lại trong tay, bà lần lần chàng hạt, hai chồng mắt nheo lại tựa như đang rơi vào trong hồi ức, trong miệng lại không biết đang niệm kinh văn gì. Đến lúc bà ta lên tiếng trở lại thì giọng nói đã cực kỳ thê lương. Trong giếng này mai táng một người cũ trong phủ, đã nhiều năm như vậy rồi, rừng trúc tím trở thành cấm địa trong phủ cũng chính vì nguyên nhân này. Hoác hoài tín kinh ngạc trợn tròn mắt. Người cũ trong phủ. Yến chỉ không nghe lời tưởng thị nói, hắn tiến lên rồi nghe động tĩnh ở bên dưới. Bên này tưởng thị lại tiếp tục nói. Nhiều năm trước, có một vị di nương trong phủ nhảy xuống giếng mà chết đó chính là miệng giếng này. Lúc ấy Pháp Sư đến nói rằng đây là một hung giếng, hồn ở lại trong giếng cũng là hung hồn, chỉ có lấy chấn yêu thạch chấn lại thì mới có thể bảo vệ bình yên trong tần phủ. Từ đó về sau miệng giếng này bị lấp lại, cũng không cho phép ai ra vào rừng chút tím nữa. Vừa dứt lời thì Bạch Phong nhảy từ trong giếng ra ngoài, hắn vẫn chưa lên tiếng mà đi đến bên cạnh Yến chỉ nói thầm cái gì đó. Bên này tường thị còn đang vừa chấn định vừa từ bi nói, Chuyện này đã trôi qua rất nhiều năm, cũng không tính là chuyện vẻ vang gì. Vốn định cứ để cho nó trôi qua như vậy thôi, vậy mà không ngờ lại để cho chi phủ đại nhân biết được. Hoác hoài tín kinh ngạc há hốc miệng, ngay lúc ông không biết phải nói cái gì thì Yến chỉ đã đi đến. Hắn xa sầm nhìn sang tưởng thị nói. Xem ra lão phu nhân nói không sai, miệng giếng này đích thật là hung giếng. Hoác hoài tín ngạc nhiên. Quả thật đã thấy được vị cố nhân kia ánh mắt Yến chỉ sắc bén nhìn thẳng vào tường thị. Không chỉ có một vị cố nhân, hiện tại lại có một người mới đến thôi. Nếu như không nhận sai thì có lẽ đó là lưu quản gia lưu xuân của tần phủ. Còn người nhỏ hẹp của tường thị đột nhiên trợn to, lưu xuân. Chương 147, hung án liên hoàn 1. Tưởng thị nắm chặt lấy cánh tay tần sâm, vẻ tĩnh lặng trên mặt vỡ vụn, trong mắt toàn bộ là sự kinh hoàng. Lưu Xuân chẳng phải Lưu Xuân đã chạy trốn rồi sao, sao có thể ở trong giếng được chứ? Sắc mặt Yến chỉ lạnh lùng nhìn tưởng thị. Gã sai vặt của hắn nói, hôm mà hắn rời đi thì trên người mặc một bộ áo choàng màu tràm. Cực kỳ trùng hợp là thi thể dưới giếng vẫn còn khá mới, lại cũng mặc áo choàng màu tràm. Yến chỉ khẳng định, dưới đáy giếng chắc chắn chính là Lưu Xuân. Tay tưởng thị khẽ run rẩy, tốc độ lần tràng hạt tăng lên rất nhanh mà vẻ bối rối cùng kinh hoàng của bà chỉ diễn ra trong chớp mắt. Rất nhanh sau đó bà đã bình tĩnh trở lại, giống như có một cái mặt nạ vô hình trùm kín lên mặt, bà bình tĩnh nói. Có thể là hắn trốn ở đây xong đó biết không còn đường lui nữa nên đành nhảy xuống giếng tự sát thôi. Ánh mắt Yến chỉ di chuyển khỏi người tường thị, hắn nhìn sang hoác hoài tín rồi nói. Hoác Tri phủ an bài một chút, gọi người đến kéo lên đi. Hoác hoài tín vốn biết trong rừng trúc tím có ma chơi, sau đó lại nghe Tường Thị nói dưới giếng có chôn một vị cố nhân, rồi lại biết Lưu Xuân mà ông đã tìm kiếm suốt mấy hôm nay lại đang nằm trong giếng. Những chuyện này xảy ra liên tiếp khiến cho ông thẫn thờ hồi lâu, mãi cho đến khi Yến chỉ căn dặn xong mới hoàn hồn lại, sau đó ông gật đầu lia lịa nói: "Được được được, hạ quan đi làm ngay." Nói thì nói như vậy, thế nhưng ông vẫn hơi rối loạn mà chỉ vào đám nha sai căn dặn. Bên này Yến Trì lại nhìn Tường Thị nói: Lão phu nhân nói bên trong giếng này còn có một người chết nữa, là di nương của Tần phủ. Tưởng thị không nhìn Yến Trì, ánh mắt bà chỉ sâu sắc nhìn vào miệng giếng đen kịt ở phía xa xa. Phải, là nhị di nương trong phủ, 8 năm trước nàng ta tự sát ở đây. Yến chỉ nhíu mày, trong giọng nói mang theo chút uy lực. 8 năm trước, đại chu có luật, trong nhà nếu như có người qua đời bất thường thì bắt buộc phải báo quan để kiểm tra thực hư sau khi có kết luận rồi thì mới được hạ táng. Di nương nhảy xuống giếng, là lão phu nhân tản mắt nhìn thấy. Tưởng thị nhíu mày. Lão thân không hề tận mắt chứng kiến. Yến chỉ híp mắt. Vậy người tận mắt chứng kiến có ở đây không? Tưởng thị thở dài. Là nha hoàn bên cạnh nhị di nương. Nó tận mắt nhìn thấy nhị di nương nhảy xuống giếng sau đó mới đến báo cho ta. Khi ta đẹp thì trong giếng đã không còn âm thanh gì nữa rồi, Năm đó trong phủ đang có một vị cao tăng đến ở nên tiện thể mời cao tăng đến xem. Cao tăng có nói đây là hung giếng, nhị Di Nương nhảy vào trong giếng đá trở thành hung hồn, tốt nhất phải dùng luôn giếng này để an táng thi thể, sau đó dùng chấn yêu thạch để phong ấn lại, nếu không hung giếng này sẽ làm hại tất cả người trong Tần phủ. Vẻ mặt Yến Trì bất đầu. Thế còn nha hoàn của nhị Di Nương đó đâu? Tưởng thị giống như nghĩ đến chuyện của 8 năm trước, trong mắt răng đầy sự bi thương nha hoàn đó rất trung thành, sau đó không bao lâu đã bệnh chết. Chuyện này ai ở lâu trong phủ cũng đều biết rõ. Nhà hoàn đó là nô tỳ của tần phủ, nàng ta bệnh chết ai ai cũng biết. Nếu như chủ nhân tần phủ không nghi ngờ cũng không đi báo quan thì cứ thế là xong. Tưởng thị nói như vậy chính là đã che đậy được cái chết của nhị di nương và nha hoàn đó rồi. Yến chỉ lắc đầu. Gia phong tần phủ dựa vào thi thư lễ nghi, trong nhà có di nương nhảy xuống giếng chết, đã không báo quan phủ lại không được hạ táng mà lại tin lời nói của Pháp Sư. Lão phu nhân đúng là giáo dục con cháu trong nhà thật tốt, chẳng trách động một chút là tần phủ lại lập đàn tràng hành lễ cúng bái bảy ngày bảy đêm. Mí mắt tưởng thị run rẩy, tần hoan đứng bên cạnh cũng hồi phục lại thần trí. Áp cũng ban ngày nay đã trở thành sự thật hiện ra ngay trước mắt nàng cũng từng nhớ lại trong rừng trúc tím có lẽ có cổ quái thế nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ đến Lưu Xuân lại thật sự chết ở sâu bên trong rừng trúc. Tần Hoan nhìn Yến Trì, tự biết đàn chàng cúng bái hành lễ bảy ngày bảy đêm trong miệng hắn chính là lúc nàng chết đi sống lại. Tần Hoan mơ hồ nghe ra sự oán trách trong lời nói của hắn. Mặc dù nàng thấy việc này chẳng liên quan gì đến nàng, thế nhưng nghe được có người vạch trần sự cổ hủ lạnh lùng của tường thị thì trong lòng nàng vẫn có chút ấm áp. Tưởng thị cụp mắt, mặc dù bà ăn chay niệm Phật hơi chút là bầy lễ mời cao tăng đến cung bái, thế nhưng bà lại không hy vọng tần sâm cũng bị người ta lưu lại ấn tượng không tốt. Đại chu đang lúc chính trị hưng thịnh, lấy nhân nghĩa lễ chi tín làm đạo lý dựng quốc, tương lai nếu muốn gia nhập quan trường thì đương nhiên không thể có dính líu gì đến quỷ thần cả. Mà trong chiều làm quan quan trọng ở thanh danh ngay thẳng, nếu như quá coi trọng mê tín dị đoan thì thậm chí còn bị ngự sử đài buộc tội. Mặc dù trong kinh thành có đủ loại quan lại tin vào Phật Pháp, thế nhưng đa phần chỉ là nữ quyến. Trước đây dường như có nghe nói ai đó vì bản thân mình mà dâng lên miếu một pho tượng Phật vàng, sau đó người này đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong cuộc thanh tra của ngự sử đài. Tưởng thị thân là một lão nhân gia đã ngoài 60 tuổi đương nhiên không hề sợ gì một kẻ hậu sinh như Yến Trì. Bất kể hắn có quân công hiền hách đến đâu thì khoảng cách đến tưởng thị cũng quá xa. Thế nhưng bà ta không thể không suy xét thay cho tần xâm. Tưởng thị cúi đầu, giọng nói có chút cung kính. Thế tử Điện Hạ nói rất đúng. Yến chỉ khẽ hất hàm. Năm đó lão phu nhân không báo quan thì hôm nay báo quan cũng vẫn kịp. Hiện tại cứ lôi Lưu Xuân ra ngoài đã rồi sau đó cũng mời vị cố nhân kia ra, đợi sau khi quan phủ khám nghiệm xong rồi đem đi hạ táng đi. Mặc dù chỉ là di nương thế nhưng suy cho cùng cũng nên có mùa yên mà đẹp thì xuống suối vàng mới an lòng, nếu không thì lão phu nhân có niệm Phật thì cũng thấy hổ thẹn trong lòng. Bóng dáng tường thị khẽ động, nhưng sau cùng lại không phải bác nữa mà gật đầu. Vâng, toàn bộ xin tuân theo phân phó của Thế tử Điện Hạ. Yến chỉ nhìn sang phía hoác hoài tín, ông vội gật đầu xác nhận. Được, việc còn lại giao cho chi phủ đại nhân đi lão phu nhân nên quay về nghỉ ngơi rồi. Giọng nói Yến Trì rất lễ độ, thế nhưng cũng khiến cho người ta không thể phản bác. Tưởng thị nhìn hoác hoài tín chỉ huy mọi người vớt thi thể lên thì gật đầu, họ nhẹ một tiếng rồi xoay người rời đi. Tần sâm nhìn nhìn tần hoan đứng bên cạnh, muốn nói gì đó lại thôi, sau đó lại đi theo tưởng thị ra ngoài. Rừng trúc tím đã trở thành cấm địa, nhiều năm nay chưa từng nghênh đón khách viếng thăm nhiều như vậy. Chính vì phải kéo thi thể lên nên hoác hoài tín lại sai người mang theo nhiều ngọn đuốc nữa đến đây, lúc này bên trong rừng trúc đèn đuốc sáng trưng. Từng ngọn đèn thắp lên cũng chính là lúc bóng tối u ám trong rừng trúc bị đầy lùi, đêm thu thấm lạnh, trong gió mùi trúc sen lẫn với mùi mục nát, càng khiến cho không khí trở nên ẩm thấp làm người ta cảm thấy không khỏe. Mấy nhà sai phụ trách vớt xác cực kỳ gắng sức, chỉ hận không thể ngay lập tức làm xong việc rồi rời đi. Tần Hoan vẫn mặc nguyên áo khoác màu xanh đen đứng ở bên cạnh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Rất nhanh Yến Chỉ đã bước đến. Người lại nói đúng rồi. Tần Hoan ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt Yến Chỉ được đèn đuốc bốn phía chiếu rọi, ánh lên vẻ tôn quý và kiêu ngào. Đọc ở sách của thẩm nghị, là ở quyền nào? Hai chữ, thẩm nghị, ngay lập tức khiến cho lòng nàng náo loạn, mắt nàng khép hờ. Ta quên đọc ở quyền nào rồi? thế nhưng ta vẫn nhớ mang máng nội dung dù sao nhắc đến ma chơi thì người ta luôn luôn nhuộm màu thần bí cho nó yến trì nhìn tần hoan ta tuy nhận được ngự lệnh của thánh thượng thế nhưng lại đọc qua rất ít chuyện hình ngục người đã đọc rất nhiều văn kiện về hình ngục sau này có định chia sẻ một chút với ta không tần hoan ngước mắt lên hiện tại nhìn sang thì thấy yến trì hoàn toàn tự nhiên sách về hình luật trong đại chu ắt hẳn không hề thiếu Ngoài sách của thẩm nghị đại nhân thì vẫn còn có sách của những người khác nữa, hơn nữa còn có sách hình luật của tiền triều, cộng thêm sách lịch sử về hình luật nữa, lại còn có cả sách tạp văn tạp ký. Yến thì nhìn nàng. Ta muốn một cái tên cụ thể. Tần Hoan nhìn thẳng vào Yến Trì một lát rồi cục mắt xuống. Vâng, lát nữa sẽ nghĩ cho Điện Hạ. Yến Trì nhìn chằm chằm Tần Hoan một lúc rồi mới xoay người đi đến miệng giếng. Cẩn thận, chậm một chút, có thể kéo rồi dùng lực đi. Một nha sai nhảy xuống dưới giếng, còn lại năm, sáu người ở bên trên đợi sẵn. Yến chỉ nhìn dây thừng dần dần được kéo lên trên, đằng sau tần hoan cũng đã bước đến, nàng không nhìn vào miệng giếng tối om mà ngược lại lại nhìn sang tảng đá lớn đặt bên cạnh. Nếu theo như lời của tưởng thị thì ngày trước cái vị gọi là cao tăng kia đã dùng chấn yêu thạch này để phong ấn miệng giếng, nói như vậy thì tảng đá này chính là chấn yêu thạch trong miệng vị cao tăng đô. Có điều nếu như thế thì trấn yêu thạch chắc hắn phải che ngay bên trên miệng giếng, sao lại có thể bị di rời sang một bên được. Tần Hoan cẩn thận nhìn tảng đá này, thấy đây cũng chỉ là một khối đá huyền vũ rộng khoảng hai thước vuông mà thôi, bởi vì đã đặt ở trong rừng trúc này nhiều năm thế nên bên trên khối đá cũng bị dính lên một lớp bụi đen tuyền, tạo nên một tầng rêu màu đen. Tần Hoan đi sang bên cạnh cầm một ngọn đuốc đến đây, cẩn thận xem xét rêu mọc dài ra ngoài này. Liêu Xuân vẫn chưa được kéo lên khỏi miệng giếng, Yến Chỉ đảo mắt, thấy được động tác của Tần Hoan, hắn bước đến. "Làm sao thế?" Trong mắt Tần Hoan chứa vài phần nghi hoặc. Trấn yêu thạch này vốn đặt ở trên miệng giếng, thế nhưng hiện tại sao lại rời sang bên cạnh? Tảng đá lớn như vậy cho dù có đầy thì dựa vào sức của một nam tử trưởng thành cũng đẩy không ra. Nói xong, Tần Hoan đưa tay sờ lên lớp rêu mọc ở bên cạnh, vừa tiếp xúc thì đầu ngón tay trắng tinh của nàng cũng bị nhiễm bẩn nhưng nàng hoàn toàn không để ý. Lát sau nàng nói. Dựa vào lớp rêu này mọc lên thì có vẻ như đã rời ra được hơn nửa năm rồi. Nửa năm. Yến chỉ nheo mắt. Chỗ này là cấm địa tần phủ, ai có thể đến đây rời tảng đá này đi từ tận nửa năm trước chứ? Nếu theo lời ngươi nói, người rời đi phải là nam tử có sức lực cực lớn, vậy thì mục đích khi rời tảng đá đi là gì? Tần hoan trao mày, nửa năm trước nàng vẫn còn ở thẩm phủ trong kinh thành, vẫn là đại tiểu thư thẩm thị. Lúc đó ở tần phủ người nào đã rời tảng đá này đi chứ? Đương nhiên tần hoan không nghĩ ra được, huống chi tảng đá này rất lớn, nam tử không biết võ công hoặc thân hình gầy yếu căn bản không thể làm nó nhúc nhích được. Trong tần phủ liệu có người nào có võ công cực kỳ mạnh mẽ cùng với sức lực phi phàm đây? Tần hoan ngẫm nghĩ rồi nhìn sang miệng giếng, chẳng lẽ Lưu Xuân tự mình rời tảng đá đi? Người trong tần phủ rất ít người biết đến miệng giếng này, trước đây ta cũng không biết chỗ này lại có một cái giếng, mà người phát hiện ra miệng giếng này chắc chắn là người đã biết chuyện năm đó. Thế nhưng có thể di rời tảng đá này đi, chẳng lẽ người đó rất muốn đưa chuyện năm đó ra ánh sáng? Hoặc là, chỉ đơn thuần có người lỡ đi vào trong này rồi phát hiện ra miệng giếng, cho nên mới di chuyển tảng đá ra chỗ khác. Tần Hoan nói xong lại lắc đầu, tình tiết này nàng vẫn còn chưa suy nghĩ cẩn thận rồi. Nàng vừa dứt lời thì một cái bóng được kéo từ bên trong giếng ra ngoài. Dây thừng bắt chéo quấn lên người Lưu Xuân, khiến cho cơ thể hắn có hình dạng cực kỳ quái lạ được kéo từ đáy giếng lên. Sau khi hắn được kéo lên thì ánh mắt của mọi người lại tập trung hết lên người hắn. Tìm đọc thêm tại chù MTIUIA nặng N.vn. Tần Hoan và Yến Chỉ cũng đi qua xem, vừa đến gần thì thấy ra mặt Lưu Xuân đã chuyển sang màu trắng, cả khuôn mặt toát lên từ khí giống hệt với gương mặt xám cho tần hoan nhìn thấy trong mơ. Tóc mai lưu xuân tán loạn, cổ áo có chút không chỉnh tề, bốn phía nhờ có ánh đuốc chiếu sáng giỏi nên tần hoan liếc mắt đã thấy vết dây màu tím đen trên cổ lưu xuân. Tần hoan híp mắt lại, nàng nhận ra vài điểm khả nghi. Ở bên này, hoắc hoài tín đã ngồi xổm người xuống xem xét. Vết dây, vết dây này có vẻ giống y như đúc với vết dây trên cổ liễu di nương. Lưu Xuân không phải nhảy xuống giếng, hắn là bị siết cổ chết. Nói đến đây, Hoác Hoài Tín quay đầu sang nhìn thoáng qua Tần Hoan. Cửu cô nương. Chương 148. Nhà sai đứng rất nhiều ở xung quanh, bên ngoài còn có nô bộc của Tần Phủ cho nên Hoác Hoài Tín không tiện nói thẳng. Tần Hoan cũng hiểu được ý tứ của ông nên chỉ hơi trầm ngâm rồi khẽ nói. Để cho các đại ca nha sai ra bên ngoài chờ đi. Hoác Hoài Tín đứng dậy ngay lập tức mấy người các ngươi, đi ra bên ngoài chờ đi, không cho phép bất kỳ ai vào đây. Bản quan muốn đích thân kiểm tra thực hư thi thể. Ông vừa dứt lời thì nha sai bốn phía đều cắm đuốc xuống đất sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau thì bên cạnh giếng cạn cũng chỉ còn lại Yến Trì và mấy người tần hoan. Đám nha sai vừa đi khỏi, mặc dù đuốc vẫn sáng khắp nơi thế nhưng đột nhiên quanh đây lại trở nên trống trải. Gió thu thổi đến làm lan tỏa cảm giác mát lạnh, không hiểu sao sau lưng hoắc hoài tín cũng ớn lạnh từng cơn ông vội vàng nhìn sang phía tần hoan làm phiền cử của cô nương rồi sắc mặt tần hoan nghiêm trọng trước nay chưa hề thấy liễu thị bị chết oan chết ùm người bị tình nghi là lưu xuân trong viện của lưu xuân cũng tìm ra được khăn tay chứng minh quan hệ của hắn và liễu thị quản gia và di nương phát sinh hành vi đồi bãi chính là một tội rất lớn Cửu tiểu thư lúc trước cực kỳ có khả năng bởi vì phát hiện ra gian tình của bọn họ cho nên mới bị giết. Thế nhưng hiện tại ai đã giết Lưu Xuân? Nếu như hắn nhảy xuống giếng tự sát thì còn dễ nói chuyện, đằng này lại không phải thế, vết dây này rõ ràng như vậy chắc chắn là đã bị người ta giết chết rồi. Tần Hoan sắn tay áo lên rồi lấy Hàn Nguyệt ra, Yến chỉ vừa nhìn thấy Hàn Nguyệt của hắn thì đáy mắt hơi sáng lên. Mang thi thể để ra bên này đi tần hoan chỉ sang một chỗ có mặt đất bằng phẳng hoắc hoài tín nghe thấy thế vội vàng đích thân kéo xác lưu xuân sang bên đó tần hoan tiến lên cẩn thận nhìn thoáng qua thi thể lưu xuân rồi mới ngồi xổm xuống miệng giếng này cũng được xem như giếng cạn thế nhưng đáy giếng vẫn còn lớp bùn dày lúc phát hiện ra lưu xuân ở trong giếng thì tóc tai tán loạn cùng với áo choàng cũng dính vào không ít bùn tần hoan lạnh lùng nói trên đầu vai trái trên áo bào và sườn bên trái thi thể đều dính rất nhiều bùn loãng. Lưng, phía sau chân, gót giày nạn nhân lại dính phần lớn là bùn khô ở bên ngoài. Theo suy đoán sơ bộ, sau khi chết liền trực tiếp bị đẩy vào trong giếng. Tần Hoan nói xong thì hai tay sờ soạng vào bên trong tóc Lưu Xuân, rồi sờ lên đỉnh đầu hắn tiếp đến gò má và gáy, nhìn kỹ khóe mắt đã chuyển sang màu tím. Sau đó Tần Hoan tách con người đang nhắm chặt của Lưu Xuân ra nhìn nhìn, tiếp theo đó nàng nhìn móng tay rồi đến gót chân hắn. Xem xong những thứ này nàng mới cởi áo ngoài Lưu Xuân ra. Áo vừa được cởi ra thì Tần Hoan cũng trao mày. Dưới ánh lửa rực sáng xung quanh mình, Lưu Xuân nhìn thấy mụn nước nổi trên cổ Lưu Xuân. Nàng híp mắt rồi kéo tiếp áo ra, nhìn thấy thi ban nổi ở trên vai trái và các bộ phận bên trái thi thể, rồi quay sang nhìn lưng hắn, quả nhiên thi ban màu tím cùng với mụn nước phân bổ trùng điệp. Trên ngực bụng và nửa dưới người còn nghiêm trọng hơn nữa. Chẳng trách trời mới vừa vào thu mà Lưu Xuân đã mặc y phục cao kín cổ rồi. Tần Hoan không nói câu nào, ước chừng khoảng hai khắc sau nàng mới dừng lại. Đúng như chúng ta dự đoán, hắn cũng mắc phải bệnh hoa liễu, xem tình hình bệnh thì có lẽ đã nhiễm bệnh sớm hơn mấy người kia. Nhìn ra được là hắn đã uống thuốc thế nhưng tác dụng không lớn, theo như mức độ này thì hắn không sống được quá nửa năm nữa. Yến Trì và Hoác Hoài Tín nghe thấy thế cũng không hề ngoài ý muốn. Nếu như đã tìm được khăn trong viện Lưu Xuân thì đã khẳng định chắc chắn Lưu Xuân và Liễu Thị có gian tình, cũng rõ ràng bệnh hoa liễu trên người Liễu Thị là đến từ đâu. Mặc dù như vậy thế nhưng khi nhìn thấy tần hoan mặt không đổi sắc mà xem xét thi thể của Lưu Xuân thì đáy mắt Yến Trì lại trở nên u ám. Thi thể thối giữa bốc mùi cũng không sao, Thế nhưng ngực bục Lưu Xuân và nửa người dưới bị bệnh hoa liễu thôi giữa khiến cho hắn nhìn thấy đều cảm thấy khó chịu. Thế nhưng Tần Hoan vẫn bình tĩnh, chấn định cứ như mấy hình ảnh khiến người ta buồn nôn này không hề lọt vào mắt nàng. Tần Hoan hiện giờ mới có 16 tuổi, nàng phải tu luyện thế nào mới có được tính tình thế này? Tần Hoan không hề biết ánh mắt Yến chỉ đang rơi trên người mình, bệnh hoa liều nằm trong dự liệu của nàng, nàng nói lên phát hiện của mình. Sắc mặt nạn nhân xanh tím, là do cổ bị siết chặt dẫn đến cho huyết dịch không lưu thông gây ra vết dây trên cổ nằm ở dưới cổ họng vết dây rất sâu trên dưới đều thấy máu giao nhau ở sau gáy chiều sâu vết dây phía trước và sau không tranh lệch nhiều trên đồng tử nạn nhân có thể thấy rõ được điểm xuất huyết gót chân phía sau có vết mài mòn khá rõ ràng lại dính không ít bùn đất khô có lẽ là do vùng vẫy lúc bị giết lưu lại còn có tay nạn nhân tần hoan vừa nói thì vừa cầm tay lưu xuân lên đầu ngón tay nạn nhân có mấy vết thương, giữa ké móng có lá khô và bụi đất, chắc chắn cũng là do lúc vùng vẫy nên mới lưu lại. Tần Hoan dừng lại một chút rồi lại nói với giọng nghiêm trọng. Mặc dù Lưu Xuân không phải người có sức mạnh phi thường, thế nhưng suy cho cùng cũng là một nam nhân trưởng thành, cách giết Lưu Xuân và Liễu Thị cơ bản là giống nhau. Liễu Thị là nữ tử nên dễ dàng bị khống chế, thế nhưng Lưu Xuân lại không phải như vậy. Cho dù hung thủ ra tay vào lúc Lưu Xuân không hề phòng bị thì muốn giết được hắn cũng phải là người có sức mạnh lớn mới có thể đắc thủ. Hơn nữa trên người Lưu Xuân không có vết thương nào khác, đủ thấy hung thủ đã một lần đoạt mạng. Thi ban trên người hắn chỗ đậm màu nhất thì cũng đại khái tương đồng với vị trí nước bùn, hiện tại thi ban đã từ từ lan ra khắp toàn thân, mà ấn xuống cũng không thấy đổi màu. Ngoài ra, lúc kéo hắn ra ngoài mọi người cũng có thể thấy được thân thể hắn đã không còn cương cứng nữa, Tức là lúc cương cứng đỉnh điểm đã trôi qua, lại thêm đồng tử trong mắt hắn đã vần đục. Tất cả cho thấy, thời gian tử vong của hắn rơi vào khoảng thời gian giờ hợi đêm qua. Giờ hợi tức là màn đêm đã buông xuống rất lâu rồi. Giọng nói trầm trầm không mang theo cảm xúc nào của tần hoan vang lên trong rừng trúc âm âm u u càng trở nên lạnh lùng sắc bén. Hoác hoài tín và yến trì cùng nhau trao mày lại. Giờ hợi đêm qua. Hoác hoài tín nheo mắt. Đêm qua khoảng giờ hợi thì ta và Điện hạ cũng vừa ra khỏi Tần phủ không lâu. Cho nên nói, Lưu Xuân đã bị giết chết ngay lúc đó. Tần Hoan chỉnh đốn lại y phục của Lưu Xuân rồi nói: "Kết luận sơ bộ chính là vào lúc đó, nếu như ta nhớ không nhầm thì lúc Chi phủ đại nhân điều tra rừng trúc là ở khoảng giờ tuất. Có lẽ vào giờ tuất thì Lưu Xuân hoặc là đang trốn trong rừng trúc, trốn tránh được sự lục soát của Chi phủ đại nhân, hoặc là đang trốn ở chỗ nào đó trong phủ." chờ khi nào đại nhân rời đi rồi thì hắn mới đến rừng trúc im lặng một lúc giọng nói tần hoan càng lúc càng lạnh cực kỳ có khả năng là hung thủ gọi hắn đến trước đây chúng ta khẳng định liễu thị là bi lưu quản gia giết thế nhưng hiện tại lưu quản gia đã chết thậm chí cách thức bị giết còn tương tự với liễu thị như thế có phải chúng ta nên hoài nghi người mà giết liễu thị hai hôm trước là một người hoàn toàn khác người này là người trong tần phủ ban đầu giết liễu thị trước rồi sau đó mới giết lưu quản gia nói xong tần hoan lại nhìn lướt qua tảng đá lớn bên cạnh miệng giếng cực kỳ có khả năng tảng đá này cũng là do hắn rời đi đáy mắt hoác hoài tín sáng lên nhất định là như vậy có thể di rời tảng đá lớn thế này thì đương nhiên có thể giết được lưu quản gia giải thích như vậy đúng là hợp lý rồi thế nhưng trong tần phủ có người khỏe như vậy sao tần hoan lắc đầu cái này ta cũng không biết nữa Suy đoán của ta cũng không nhất định sẽ đúng hoàn toàn. Hung thủ đã có thể liên tiếp giết hai người thì đương nhiên sẽ biết cách che đậy, không chỉ có biết cách che đậy mà còn là một người cực thông minh." Tần Hoan vừa nói vừa nhìn sang thi thể của Lưu Xuân. "Kiểm nghiệm sơ bộ thì mới chỉ thấy được có thế, cũng giống với Liễu thị, nguyên nhân tử vong cũng cực kỳ dễ xác định, có điều trên người Lưu lại manh mối quá ít." Nhìn vết dây này có lẽ là một loại dây thừng có mảnh nhưng bền chắc trên miệng vết thương cũng không dính lại manh mối gì về sợi dây cho nên hiện tại vẫn chưa kết luận được đó là dây gì. Nói xong tần hoan lại lên tiếng. Thế tử Điện Hạ và Chi Phủ Đại Nhân có cần phải mổ nghiệm hay không? Yến chỉ hỏi ngược lại. Mổ nghiệm thì có thu được nhiều manh mối hơn không? Tần Hoan nhìn thoáng qua Lưu Xuân. Thời gian trôi qua có hơi lâu, nguyên nhân tử vong lại đã sáng tỏ, có lẽ manh mối thu được không nhiều. Có điều nếu thế tử Điện Hạ và chi phủ đại nhân muốn thì cũng vẫn được, nhưng phải đi an bài một chỗ khác, ở đây không làm được. Mặc dù trong tay Tần Hoan có hàn nguyệt thế nhưng nếu như nàng mổ ngực xẻ bụng của Lưu Xuân ở đây thì chắc chắn sẽ náo loạn khiến cho khắp Tần Phủ đều biết. Điều này đối với Tần Hoan mà nói chỉ có hại, không phải là cục diện mà nàng mong muốn. Hoác hoài tín nhìn về phía Yến Trì. Thế tử Điện Hạ quyết định đi. Yến Trì lên tiếng. Vậy thì không mổ nghiệm nữa, nguyên nhân chết và thời gian tử vong cũng đã xác định được rồi, địa điểm gây án chắc chắn cũng là ở đây. Hiện tại đi tìm xem quanh đây có manh mối gì không đã, với lại đừng quên là dưới đáy giếng còn có một vị cố nhân cần phải mời ra ngoài. Giọng nói yến chỉ khiến cho sống lưng hoác hoài tín chợt lạnh, vị dưới đáy giếng kia đã nằm yên 8 năm rồi, hiện giờ đã sớm biến thành một đống xương trắng. Tưởng thị lại còn nói đây là một hung giếng, mặc dù không biết thật giả thế nào thế nhưng nghe qua cũng có chút dọa người. Được, chờ một chút liền phái người xuống đào lên. Hoác hoài tín ngay lập tức muốn đi làm, thế nhưng Yến Trì lại nhìn thoáng qua xung quanh. Đêm nay chưa cần đào, cứ lưu lại vài người canh giữ trong này đi. Để mai trời sáng rồi xuống đào sau, dù sao cũng đã 8 năm rồi, không gấp gáp một ngày làm gì. Đáy lòng hoác hoài tín nhất thời buông lòng, thời gian đã quá muộn rồi trong hay ngoài giếng cũng đều tối đen như nhau nên đúng thật là không tiện để làm gì. Nếu cứ làm thì cả đêm này tất cả nha sai đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ. Đa tả điện hạ thương cảm. Yến chỉ phất phất tay, thấy tần hoan đứng lên liền nói. Được rồi, người mau quay về nghỉ ngơi đi. Hiện tại đã quá muộn rồi, trong rừng trúc này lại vừa ẩm ướt vừa giá lạnh. Thấy tần hoan hơi sững sờ, Yến chỉ lại nói tiếp. Chờ ngày mai lúc mời vị kia ra, rốt cuộc có phải là nhảy xuống giếng chết hay không vẫn phải trông chờ vào ngươi tần hoan gật đầu phục linh ở bên cạnh vội vàng rốt khăn ra lau bùn đấy dính trên tay tần hoan nàng vừa lau tay vừa nói được vậy tần hoan xin phép cáo lui trước tần hoan gật đầu yến chỉ nhìn sang bạch phong ở bên cạnh đưa cửu cô nương trở về bạch phong vâng lời rồi giơ tay lên mời cửu cô nương tần hoan vốn định nói một câu không cần Thế nhưng nhìn vào mắt Yến Trì rồi nàng lại không nói lên lời, nàng nhín người chào rồi xoay người rời khỏi. Tần Hoan chậm rãi đi ra khỏi rừng trúc, hoác hoài tín lại lên tiếng. Điện hạ, vậy Lưu Xuân này? Mới nói ra được mấy chữ thì lời của hoác hoài tín cũng dừng khựng lại. Ông rõ ràng nhìn thấy Yến Trì vẫn đang dõi mắt nhìn theo hướng mà Tần Hoan vừa mới rời đi, ánh mắt đó cực kỳ chăm chú khiến cho Hoác Hoài Tín ngay lập tức kinh ngạc suy cho cùng ông cũng là một người tinh khôn, thế vậy ông vội vàng khép hờ mắt suy nghĩ một trận, thế nhưng vừa nghĩ đến một loại khả năng thì trong lòng không khỏi căng thẳng. Ông đang mải suy nghĩ thì Yến chỉ quay người lại. Lưu Xuân thế nào? Hoác hoài tín nhách miệng cười nói. Có cần bố trí một chỗ khác cho hắn không? Yến thì nhìn thoáng qua hướng Tây Nam. Linh đường trong viện liễu thị có còn chỗ trống không? Cứ mang đến đặt ở đó đi, hiện tại vụ án đã không còn đơn giản nữa nói với tần phủ là hiện tại chưa cần hạ táng liễu thì vội, đợi thêm hai ngày nữa đi. Hoác hoài tín gật đầu rồi gọi nha sai đến. Người đâu, khiêng lưu xuân ra ngoài, mang đến viện bên kia, còn mấy người nữa đi xem xung quanh đây có lưu lại manh mối gì không? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 149. Rừng trúc tím náo loạn không nhỏ khiến cho toàn bộ tần phủ đều kinh hãi. Tin tức rất nhanh đã truyền đến chỗ tường thị. Tần Hoan trao mày. Cái gì, Lưu Xuân thật sự đã chết, mà lại còn chết giống y hệt với Liễu Thị. Tiểu Nô gật đầu. Vâng. Hiện tại chi phủ đại nhân đã mang thi thể của Lưu Quản ra để tạm ở trong viện của Liễu Di Nương. Người còn nói vụ án này đã thay đổi cho nên tạm thời chưa thể hạ táng hai người bọn họ được. Chàng hạt trong tay tưởng thị lại di chuyển với tốc độ cực nhanh, bên này lâm thị lại thở dài một hơi. Mẫu thân, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ, Chẳng phải tóm được Lưu Quản gia rồi thì thôi sao? Sao Lưu Quản gia lại chết? Điều này có nghĩa là Lưu Quản gia và Liễu thị đều là bị người ngoài giết chết, mà hung thủ hiện tại vẫn còn lẩn trốn bên trong phủ chúng ta. Tưởng thị từ từ khép mắt lại, Tần Sâm lại lên tiếng. Mẫu thân, đúng là như thế. Lâm thị siết chặt khăn tay. Bệnh của lão gia còn chưa có chuyển biến tốt, thế nào trong phủ lại còn có năm đó? Năm đó chuyện của nhị di nương cũng bị chi phủ đại nhân và duệ thân vương thế tử điện hạ biết rồi. Gấp cái gì? Con người tưởng thị đột nhiên mở to, ánh sáng sắc bén đột nhiên hiện lên trong mắt. Biết thì cũng đã biết rồi, năm đó chúng ta chỉ giấu giếm cho yên chuyện thôi chứ có hại tính mạng nàng ta đâu. Dáng vẻ này của ngươi để người ngoài thấy còn tưởng rằng chúng ta đã lấy mạng nhị di nương. Hiện tại cứ để quan phủ đào xương cốt ra đi, chẳng qua là lại hạ táng thêm một người nữa mà thôi. Lâm Thị bị tưởng thị mắng liền một hơi khiến cho mặt mũi trắng bệch, thế nhưng bà vẫn gật đầu nói. Vâng, mẫu thân nói đúng lắm, là con dâu quá hoảng hốt rồi. Tưởng thị thở dài nhìn sang tần sâm. Sâm nhi, bệnh của phụ thân con thế nào rồi? Bà đã hỏi vài lần rồi, nên hiện tại trong mắt tần sâm có vẻ hơi thở ơ. Vẫn y như vậy, tiền bách nhận bó tay chịu trói rồi, hắn không còn chút nào hữu dụng nữa cả. Dừng lại một chút, Tần Sâm nói: "Tổ mẫu, có cần bảo cử muội muội?" Tưởng thị lắc đầu: "Không thể, Tần Hoan chỉ là tiểu bối, biết được tiếng xấu của trưởng bối đã đủ mất mặt rồi, còn còn muốn nó chữa bệnh cho phụ thân con. Như vậy phụ thân con sau này không làm người được nữa rồi." Tần Sâm muốn nói lại thôi, đã đến lúc này rồi, tính mạng quan trọng hay thể diện mới quan trọng thế nhưng nghĩ đến tần an ham mê nữ sắc và hường lạc thì chốt lo lắng trong lòng tần sâm đột nhiên phai nhạt hẳn đi vậy thì cứ giữ thể diện đi tính mạng cũng chẳng có gì quan trọng cả đáy mắt tần sâm tràn đầy sự chán nản lúc này không tiếp tục khuyên bảo tường thị nữa tường thị dừng một chút rồi lại nói đi mời hoàng thần y đi bất kể tốn bao nhiêu tiền cũng phải mời hắn đến đây một chuyến bệnh đó dễ mất mạng chậm trễ nữa thì nguy to ngày mai Sâm Nhi đi thỉnh đi. Tần Sâm mấp máy mối. Vâng, ngày mai Tôn Nhi đi ngay. Lúc này tưởng thị mới thở phào một hơi, bà nhìn Lâm Thị và Tần Sâm một cái rồi nói. Hiện tại là lúc trong phủ rất rối loạn, các ngươi không cần phải hoảng sợ, tốt xấu gì hắc đại nhân cũng có chút giao tình với Tần Phủ. Hắn tra án thì chúng ta cứ phối hợp là được, dù sao thì hung thủ cũng không phải chúng ta, hiện tại ta cũng mong chờ sớm ngày tìm ra hung thủ miễn cho phủ chúng ta ngày nào cũng rối loạn. Nói xong bà lại nhìn sang tần sâm. Sâm nhi, nhiều ngày nay con quản lý ngoại viện rồi, con phải chọn một quản sự đắc lực thay thế vị trí của Lưu Xuân đi. Hoác đại nhân cần cái gì thì để quản sự đi tìm làm được. Tần sâm lại gật đầu, tường thị híp mắt lại rồi nói. Có lẽ đây là kiếp nàn của tần phủ chúng ta, nhất định có thể trôi qua êm à, nhất định có thể. Ngay cả chi phủ đại nhân không điều tra thì ta cũng sẽ phải tóm được mầm tai vạ trong tần phủ này. Lâm Thị nghe vậy cũng than thở. Hung thủ là ai được chứ? Liễu Thị và Lưu Quản gia đều là người có địa vị trong phủ, ai lại dám hạ thủ như vậy? Nét mặt tường thị xa sầm xuống không nói chuyện, tần sâm cũng mơ mơ hồ hồ. Giết Liễu Thị cũng thôi đi, vậy mà Lưu Xuân lại còn chết ở trong cái giếng kia. Nhắc tới cái giếng, sắc mặt Lâm Thị và tường Thị đều biến đổi. Tưởng Thị một lần nữa nhắm mắt lại rồi lần tràng hạt với tốc độ cực nhanh. Đó là một cái hung giếng, là hung giếng, chờ đào được xương cốt của nhị di nương lên thì nhất định phải một lần nữa dùng đất lấp lại. Tổng cộng đã chết hai người rồi, có lẽ chính là hung giếng kia đang tác quái. Thời giờ đã muộn, Tần Hoan quay về nhà liền bắt đầu tắm rửa rửa mặt nàng vừa mới nghiệm thi cho nên càng phải tắm rửa cẩn thận hơn, lại đổi thêm một lần nước nữa. Tần Hoan nhắm mắt tựa đầu vào mép thùng gỗ rồi suy nghĩ. Ban đầu là Liễu Thị, sau đó là Lưu Xuân. Hung thủ phía sau màn bí ẩn rốt cuộc có thù hận gì với hai người bọn họ? Mà nếu Lưu Xuân bị người ta giết, vậy thì trước đây cửu tiểu thư sao lại chết? Tần Hoan lại nhớ lại màn xương đen từ từ bay ra trong rừng trúc tím, dần dần xương phủ kín khắp nơi trong tần phủ nàng đứng ở giữa màn sương mơ hồ lạc lõng không biết con đường nào mới dẫn đến phía trước mà khắp nơi còn không biết đang cất giấu yêu ma quỷ quái gì tiểu thư coi chừng cảm lạnh phục linh xách nước nóng đi vào thấy tần hoan nhắm mắt nằm sấp nên tưởng nàng đang tranh thủ chập mắt phục linh tiêm nước nóng vào thấy cả thân thể tần hoan chìm hẳn trong nước thì mới thở dài nhất định là tiểu thư mệt muốn chết rồi ban nãy đã đứng quá lâu trong rừng trúc không biết giờ có nhiễm bệnh gì không? Tiểu thư ngâm nước nóng thêm một chút đi, đừng để lộ bả vai ra. Tần Hoan, ừ, một tiếng rồi mở mắt ra nhìn Phục Linh bận rộn. Tối nay em có sợ không? Đột nhiên Tần Hoan mở miệng hỏi, Phục Linh nghe vậy thì ngẩn người, sau đó gật đầu rồi lại lắc đầu. Ban đầu nô tỳ rất sợ hãi, thế nhưng về sau nhìn thấy tiểu thư Nghiễm Thi thì nô tỳ lại không còn sợ hãi nữa. Mỗi lần nhìn thấy tiểu thư không sợ hãi điều gì thì nô tỳ cũng thấy không còn gì đáng sợ nữa. Tần Hoan cong môi, Phục Linh lại nói tiếp: "Tiểu thư, hiện tại Lưu quản gia đã chết rồi, vậy thì hung thủ là ai?" Tần Hoan thở dài: "Nếu như ta biết thì chẳng phải ta còn lợi hại hơn cả chi phủ đại nhân và thế tử Điện Hà hay sao?" Phục Linh hư một tiếng: "Người có thể sánh được với Tri Điện Hà hay không thì nô tỳ không biết, thế nhưng chắc chắn người lợi hại hơn chi phủ đại nhân." ban nãy lúc ở rừng trúc thì ông ta cũng sợ sệt y như nô tỳ tần hoan bật cười nhưng không nói chuyện phục linh lại nhíu mày nói ra thì tên hung thủ này cũng ngu xuẩn hết sức tần hoan a à, một tiếng vì sao lại nói thế tính tình phục linh xưa nay luôn hồn nhiên đơn thuần đây là lần đầu tiên tần hoan nghe thấy nàng nói người khác ngu xuẩn phục linh nhíu mày nói theo lý thuyết thì khi người đó giết liễu di nương Mọi người đều cho rằng Lưu Quản Gia là người giết Liễu Di Nương. Đến lúc phát hiện ra Lưu Quản Gia và Liễu Di Nương cấu kết với nhau thì bất luận thế nào hắn cũng sẽ không rửa sạch tội danh, cho nên vì sao hung thủ lại phải tự mình giết chết Lưu Quản Gia? Như vậy chẳng phải sẽ khiến cho mọi người biết rõ còn có một người thứ ba tồn tại hay sao? Tần Hoan vốn đang rất hứng thú với suy nghĩ của Phục Linh, nghe đến đây đột nhiên trong mắt hoàn toàn thay thế bởi sự u ám. Liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng người bình thường chỉ có thể nghĩ đến chắc là có người thù hận gì đó với Liễu Di Nương và Liêu Quản gia. Nhưng nếu như thật sự là báo thù thì chỉ cần vu hại cho Liêu Quản gia giết Liễu Di Nương là được rồi. Như vậy chính là một cái kết hoàn mỹ, người ngoài không hề biết người thứ ba này tồn tại. Thế nhưng hiện giờ, tất cả mọi người đều biết trong phủ này vẫn còn ẩn giấu một hung thủ. Điều này đối với hung thủ rất nguy hiểm. Tiểu thư, làm sao thế? Nô tỳ nghĩ sai rồi sao? Thấy Tần Hoan không lên tiếng nên Phục Linh mới cẩn thận hỏi lại. Tần Hoan hơi cong môi rồi lắc lắc đầu. Không, em không hề nghĩ sai, như thế cũng là một loại suy luận. Vậy em thử nghĩ lại xem, vì sao hung thủ lại hành động ngu xuẩn như vậy? Phục Linh trao mày. Có thể là, là hung thủ thật sự dại dột nên mới không nghĩ đến bước này, chỉ muốn giết người báo thủ thôi. Hoặc là, chính là hung thủ còn có mục đích khác. Phục Linh đã chứng kiến Tần Hoan nghiệm thi vài lần nên hiện tại lá gan lớn lên không ít, cho nên nàng rất thích nghe Tần Hoan suy luận, thành ra mới sinh ra tâm lý muốn giúp đỡ Tần Hoan suy nghĩ một chút về nguyên nhân lần này. Liễu Thị chết ở bên dưới giàn hoa, mà Lưu Quản gia chết trong giếng ở rừng Trúc Tím. Chẳng lẽ, chẳng lẽ người đó muốn chuyện của nhị di nương bại lộ ra? Tần Hoan nghe Phục Linh nói xong lại tưởng tưởng ra lý do thoái thác hôm nay của tưởng thị. Bà ta chỉ nói hôm đó nhị di nương nhảy xuống giếng tự sát, mà lúc đó lực chú ý của mọi người đều đang đổ dồn vào Lưu Xuân cho nên mới không hỏi 8 năm trước vì sao nhị di nương lại nhảy xuống giếng. Phục Linh, em có biết vì sao năm đó nhị di nương kia lại nhảy xuống giếng không? Phục Linh nghiêng đầu suy nghĩ. Hình như là, hình như là do bà ta bị mất hài tử hay gì đó. Năm ngoái nô tỳ nghe Lưu đại nương trong phòng bếp nói như thế mấy chuyện xưa như thế này thì cũng chỉ có người làm lâu năm trong phủ mới biết được. Tần Hoan cũng hiểu điều này, tưởng thị không nhắc đến vì sao nhị di nương nhảy xuống giếng cũng là có lý do. Nghĩ đến thì lý do này cũng không tiện nói ra với người ngoài, tần phủ là đại môn đại hộ, cho nên mấy chuyện di nương tranh đấu trong này nhiều không kể xiết. Hài tử của vị nhị di nương đương nhiên không thể do người ngoài phủ hãm hại được sau đó nhị di nương thương tâm quá độ nên chỉ muốn nhảy giếng tự sát. Mà tưởng thị không nói ra thì có lẽ người hại hài tử của nhị di nương là người đáng để bà ta bảo vệ. Tần Hoan trao mày, chẳng lẽ là lâm thị? Tần Hoan nghĩ đến đây, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Nếu là như thế thì có thể giải thích được năm đó nhị di nương mới không còn cách nào khác nên đành phải chọn nhảy giếng tự sát. Mà tưởng thị vừa mê tín quỷ thần, vừa muốn che chở cho Lâm Thị cho nên mới bịt miệng giếng kia lại, không làm lớn chuyện này lên. Thế nhưng, hung thủ là ai, người đó dựa vào đâu mà lại muốn đem chuyện này ra ánh sáng? Tần Hoan trao mày, chuyện năm đó nàng biết quá ít, thật sự không thể tùy tiện kết luận được. Nô tỳ cũng không nghĩ ra được, chỉ cảm thấy lưu quản gia đã chết ở một chỗ kỳ quái cho nên mới khơi gọi lại chuyện năm đó. Vì thế nô tỳ cảm thấy mục đích của hung thủ chính là ở chỗ này phục linh lại lắc đầu không ổn không ổn nô tỳ quá ngu ngốc không nghĩ ra thêm được nữa tần hoan thở dài không nghĩ ra được cũng không sao ngày mai bọn ta đến hỏi lưu đại nương xem xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì em lấy y phục vào đây đi ta ngâm mình xong rồi phục linh hơi kinh ngạc tiểu thư cứ ngâm thêm một lúc nữa đi tần hoan lắc đầu một chút nữa còn có người đến đây nói xong nàng nhìn phục linh ra hiệu ý như đang nói Phục Linh quên mất tần lệ sắp đến à. Phục Linh giật mình, vỗ chán chính mình. Xem chi nhớ của nô tỳ này, thế mà lại quên mất, tiểu thư chờ chút. Phục Linh chạy nhanh ra ngoài lấy y phục, tần hoan mặc xong rồi thì Phục Linh lại giúp nàng vắt khô tóc rồi sau đó búi tạm một búi nhỏ lên, sau đó cùng tần hoan đi đến buồn sưởi. Hai người vừa mới đến cửa buồn sưởi thì đã nghe thấy tiếng động vang lên phía sau cửa sổ. Tối nay bởi vì chuyện xảy ra bên trong rừng trúc cho nên Tần Hoan trở về đã khuya rồi. Xem ra Tần Lệ đã đến đây được một lúc. Phục Linh mở cửa sổ ra rồi ra bên ngoài canh giữ. Tần Hoan đi đến bên cửa sổ, Tần Lệ thấy nàng đến liền cởi mũ chùm đầu mình xuống rồi hỏi: Cửu muội muội, tối nay muội đến rừng trúc tím rồi à? Tần Hoan chăm chú nhìn Tần Lệ. Nhị ca đã biết gió. Nhất thời vẻ mặt Tần Lệ thay đổi, tựa như có hơi gấp rút. Cửu muội muội, muội quên ta đã nói với muội à, đừng có đi đến rừng trúc, nhất là đừng đến gần miệng giếng. Càng nói giọng nói càng lý nhí, còn mang theo chút u ám. Đó là một cái hung giếng, sẽ dẫn đến hỏa sát thân. Tần Hoan vừa mới dám rửa xong, cả thể xác và tinh thần đều khoan khoái. Thế nhưng giờ phút này nàng vẫn bị lời nói của Tần Lệ khiến cho rét lạnh sống lưng. Nàng bình tĩnh nhìn vào Tần Lệ. Rốt cuộc nhị ca đã biết được chuyện gì? chương 150, vén bùn nghiệm cốt một. Đáy mắt tần lệ chợt sáng lên, hắn quay đầu nhìn đi chỗ khác. Điều ta biết muội cũng biết, cửu muội muội không tin thì thôi vậy. Tần hoan trao mày. Nhị ca nói chính là lời đồn về hung giếng. Nhị ca lại tin tưởng mấy chuyện này à? Tần lệ quay sang nhìn tần hoan. Cửu muội muội cũng biết, ngày trước nhị di nương nhảy xuống giếng chết. Đã nhiều năm như thế tần phủ không xảy ra chuyện gì, tất cả đều dựa vào chấn yêu thạch phong ấn miệng giếng hiện tại trấn yêu thạch đã bị rời đi, lưu quản gia cũng chết ở trong giếng này, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh sao? Cửu muội muội, muội nghe ta khuyên một câu, đừng tiếp tục đi vào trong rừng chút nữa. Hai mắt tần hoan nheo lại. Không lừa nhị ca, ta không tin chuyện quỷ thần, ma quỷ chân chính ở ngay trong lòng mỗi người. Nếu nhị ca tin vào mấy lời đồn về quỷ thần thì chẳng lẽ trong lòng nhị ca có quỷ? Tần lệ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn cụp mắt xuống. Cửu muội muội không tin cũng không sao. Tần Lệ hơi ngừng lại rồi nói tiếp, lần này Liễu thị bị giết, lại cha ra bệnh này nhanh như vậy, không cha đến trên người ta ít nhiều cũng do cửu muội muội thay ta che giấu. Mà bệnh này của ta cũng hoàn toàn dựa vào cửu muội muội, chẳng qua là ta không muốn cửu muội muội xảy ra chuyện không may thôi. Tần Hoan nghe thấy thế thì đột nhiên nói, Nhị ca Năm đó ngươi cũng biết vì sao nhị di nương nhảy xuống giếng à. Tần lệ nhíu chặt lông mày, lắc lắc đầu. Tám năm trước thì ta cũng mới chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên là không biết đến mấy chuyện này. Trong lòng tần hoan không tin tưởng lắm, thế nhưng nhìn dáng vẻ tần lệ cắn chặt răng không tiết lộ lời nào thì nàng tự hiểu có hỏi nữa cũng chẳng được gì. Nghĩ đến đây ánh mắt nàng không khỏi trở nên ủ rột. Thôi, nhị ca không biết thì thôi nói xong tần hoan lại sắn tay áo nhị ca đưa tay ra đây tần lệ vươn cổ tay ra đầu món tay tần hoan dò xét mạch của hắn một lúc sau nàng mới trao mày lại tần lệ thấy được biểu cảm của nàng nên mới hồi hộp hỏi cửu muội muội như thế nào rồi tần hoan nhìn vào mặt hắn thấy mấy nốt đỏ đã bắt đầu khô lại và xe mặt sau đó nàng lại nhìn xuống cổ hắn tần lệ thấy thế liền nói dùng thuốc của cửu muội muội những vết loét này đã bắt đầu liền lại rồi." Giọng nói Tần Lệ mang theo vẻ khoan khoái, tựa hồ như tán thưởng phương thuốc của Tần Hoan là hữu hiệu. Thế nhưng vẻ mặt của Tần Hoan vẫn hơi nghiêm trọng. Có điều nhị ca vẫn không biết, bệnh hoa liễu này ban đầu sinh ra mấy vết loét cứng, cho dù không cần thuốc thì vẫn có khả năng tự khỏi, thế nhưng đây cũng không phải biểu hiện lành bệnh, bởi vì một khi vết loét cứng liền lại thì tiếp theo đó trên người mới bắt đầu xuất hiện vết loét của bệnh giang mai lông mày tần lệ run rẩy ý của cửu muội muội là tần hoan mím môi nóng ẩm trong cơ thể nhị ca quá mạnh mấy hôm trước uống thuốc thì có hiệu quả thế nhưng hôm nay bắt mạch ta lại thấy nóng ẩm lại có xu thế tăng lên nóng ẩm quá mức sinh ra độc độc phát từ trong da thì sẽ biến thành vết loét giang mai trong mắt tần lệ hiện lên vẻ hoảng hốt vậy vậy ra phải làm thế nào mới được đã nhiều ngày nay ta đều dựa theo phương thuốc của cửu muội muội vừa uống vừa bôi tuyệt đối không có lúc nào lười biếng. Cửu muội muội. Tần lệ thiết tha nhìn tần hoan, tần hoan thu tay lại vẻ mặt trầm trọng. Bệnh này quá độc, có lẽ phương thuốc ra kê ra quá nhẹ rồi. Hiện tại nhị ca cứ về đi, ngày mai vẫn uống thuốc như cũ không được lơ là, đợi đến tối mai lại qua đây, ta đổi phương thuốc mới cho nhị ca. Tần lệ nghe xong thì tràn đầy cảm kích. Đa tả cửu muội muội. Tần hoan xoay người. Nhị ca không cần nói như thế, cho dù có là người ngoài đến cầu thì ta cũng sẽ chữa. Tần lệ nhìn bóng lưng tần hoan muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn ôm quyền cúi người vái một cái rồi mới rời đi. Tiếng bước chân đi xa dần, tần hoan xoay người lại nhìn bóng đêm mờ mịt bên ngoài cửa sổ thờ dài. Bệnh của tần lệ có chút khó, thế nhưng cũng không phải là không có khả năng, chỉ là thái độ của hắn đối với rừng trúc tím lại càng quái lạ, càng khiến cho người ta nghi ngờ. Rốt cuộc nhị di nương là chết như thế nào? Miệng giếng kia vẫn ẩn giấu bí mật gì? Một đêm ngủ không sâu giấc, sáng sớm hôm sau tần hoan đã tỉnh dậy, dùng đồ ăn sáng xong nàng liền đến thư phòng. Trên bàn bày rất nhiều sách thuốc, tần hoan nói phục linh mài mực, sau đó nàng bắt đầu viết phương thuốc mới. Long đầm, địa hoàng, đương quy, mã đề, mộc thông. Hay là thêm chút hoàng cầm và cam thảo đi. Tần hoan vừa lầm nhầm vừa viết, Phục Linh thấy thế liền nói. Phương thuốc của tiểu thư đã khác mấy hôm trước rồi. Tần Hoan trả lời. Phương thuốc mấy hôm trước còn hơi nhẹ, mới dùng được mấy ngày đã mất tác dụng rồi. Nói đến đây thì Tần Hoan lại bổ sung thêm mấy vị thuốc nữa, viết xong nàng lại trầm tư suy nghĩ, một lúc sau nàng mới gật đầu. Cứ thế này đi, đợi lát nữa em đến kho thuốc một chuyến. Nói xong Tần Hoan lại trần chờ, nàng đột nhiên đứng dậy nói. Thôi, đích thân ta đi, chúng ta tiện đường đến thăm Lưu Đại Nương ở nhà bếp. Phục Linh trợn mắt, ngay lập tức nàng hiểu được ý của Tần Hoan. Thăm Lưu Đại Nương là giả, hỏi chuyện về Nhị Di Nương mới là thật. Vâng, tiểu thư, có cần gọi ván hành không? Phục Linh vừa hỏi thì Tần Hoan lắc đầu. Không cần, vâng, nô tỳ đi lấy áo choàng cho tiểu thư. Tần Hoan gật đầu rồi gấp phương thuốc lại nhét vào trong túi áo. Mặc dù mới là đầu tháng 9 thế nhưng năm nay phía nam lại lạnh rất sớm. Tần Hoan siết chặt lại áo choàng rồi đi lên con đường nhỏ dẫn đến phía tây. Chẳng bao lâu sau nàng đã đến viện của hại nhân. Phục Linh chỉ chỉ vào một dãy phòng ở phía trước. Lưu Đại Nương ở gian sát ngoài rìa kia. Tần Hoan gật đầu rồi cất bước đi đến. Còn chưa đến gần thì rèm cửa đã vén lên. Một vũ già trung niên ăn mặc thanh sam, dáng người hơi đẫy đà bước ra ngoài. Bà vừa thấy người đến là Tần Hoan và Phục Linh thì kinh ngạc dây lát rồi bước đến trước mặt. Bái kiến cửu tiểu thư, sao cửu tiểu thư lại đến đây? Phục Linh tiến lên cầm hai bao điểm tâm ấn vào tay Lưu Đại Nương rồi cười nói. Vừa rồi cửu tiểu thư nói canh sâm mấy hôm nay cực kỳ ngon, khiến Lưu Đại Nương nhọc lòng rồi, cho nên mới đến thăm Đại Nương. Lưu Thị sừng sốt rồi nhìn điểm tâm cực kỳ phong phú này mới cười nói. Ta, ta hổ thẹn. Phục Linh lắc đầu, có cái gì mà xấu hổ, thân thể tiểu thư không tốt, sau này vẫn còn nhờ đại nương chăm sóc rồi. Tần Hoan cũng nhẹ nhàng nói, đại nương cứ nhận lấy đi. Liêu thị do dự một lát, nhìn vẻ mặt hiền lành vô hạ của Tần Hoan thì đành vỗ tay một cái. Vậy được rồi, nô tỳ đành nhận vậy, đa tạ cửu tiểu thư. Cửu tiểu thư yên tâm, sau này thân thể cửu tiểu thư đảm bảo có thể điều trị tốt lên. Phục Linh cười cười, Liêu thị lại nhìn chủ tớ hai người một cái mới phát hiện ra Tần Hoan không hề có ý muốn đi, vậy nên nghiêng người mời. "Cầu tiểu thư xin đừng chê cười trong phòng đơn sơ, vào đây ngồi nghỉ một lát nhé, vừa khéo mấy hôm nay nô tỳ cũng đang làm bánh quế hoa, người nếm thử xem, đây là hoa quế đầu mùa của năm nay." Vào mùa thu tháng 9 đúng là mùa hoa quế, Tần phủ cũng có cây quế nhưng trồng ở chỗ hơi khuất. Mà Lưu Đại Nương thân là bà vú làm trong nhà bếp thì đương nhiên sẽ dâng đồ ăn ngon theo mùa lên cho nhóm chủ tử. Nếu như chủ tử vui lòng thì đương nhiên các chỗ khác không thể so sánh được về khoản tiền thường rồi. Tần Hoan cong môi. Nếu vậy ta cũng thật sự muốn nếm thử rồi. Chủ tớ Tần Hoan đi theo Lưu Thị vào trong phòng, vừa liếc mắt một cái đã thấy bố trí bên trong quả nhiên đơn giản. Dãy phòng này là dành cho các quản sự trong nội viện ở, Liêu thị thì cực kỳ có thể diện ở nhà bếp thế nên cũng được ở trong một gian. Tần Hoan nhìn sơ qua thì thấy không có nhiều gia cụ lắm, thế nhưng lại cực kỳ gọn gàng sạch sẽ, nàng không khỏi có ấn tượng tốt về vị Liêu đại nương này. Cửu tiểu thư mau ngồi xuống, chỗ này của nô tỳ không có trà ngon, xin cửu tiểu thư đừng ghét bỏ. Vừa nói Liêu thị vừa rót trà nóng, sau đó bà đi vào bên trong rồi mang một khay sứ trắng đựng toàn bánh quế hoa đến. Màu sứ trắng sạch hoàn mỹ, bánh quế hoa màu vàng kim mềm dẻo, cả hai điểm tô cho nhau nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Cầu tiểu thư nếm thử, bởi vì không muốn làm ảnh hưởng đến đợt hoa tiếp theo cho nên đầu mùa sẽ không dám hái nhiều. Nô tỳ phân ra làm thành hai lần, đây là lần thứ hai, cuối cùng cũng không uổng phí tay nghề những năm qua. Cầu tiểu thư nếm thử xem. Liêu đại nương bê khay sứ đến trước mặt Tần Hoan, nàng cười rồi cầm một miếng lên. Quả nhiên vừa vào miệng thì vị ngọt lẫn mùi thơm đều lan ra. Quả nhiên không hổ là tay nghề của đại nương, thật sự là cực kỳ thơm mềm. Liêu đại nương vui mừng cười rộ lên, bà cầm hai miếng đưa cho Phục Linh, Phục Linh nhìn thoáng qua Tần Hoan rồi nói với Liêu đại nương. Đại nương cũng ngồi xuống đi, kỳ thật lần này đến là có chuyện muốn hỏi đại nương. Việc mà Tần Hoan muốn hỏi đương nhiên không phải việc nhỏ, Liêu thị vừa nghe đã hiểu luôn rốt cuộc vì sao Tần Hoan đến đây bà cũng không hề ngoài ý muốn nên mới ngồi xuống ở ghế nhỏ bên cạnh, chi bằng cứt dứt khoát nói rõ một lần. Tần Hoan nở nụ cười ôn hòa yếu ớt. Đại nương ở trong tần phủ được bao nhiêu năm rồi? Liêu thị hơi hồi hộp nên ngồi thẳng dậy. Hơn 10 năm, tính ra cũng được khoảng 14 đến 15 năm rồi. Ánh mắt tần hoan rất dịu dàng hòa nhã, giọng nói lại càng ấm áp. Đại nương cũng biết chuyện xảy ra trong rừng trúc tía đêm qua rồi đúng không? nàng hỏi đến đây thì Lưu Thị lại căng thẳng, bà đặt hai tay đè lên nhau, hơi bất an rồi gật đầu. Đương nhiên biết rõ, động tĩnh đêm qua không nhỏ, hiện tại cả tần phủ đều biết rõ rồi. Tần Hoan thở dài. Chuyện này náo loạn khiến cả tần phủ đều bất an. Đêm qua lão phu nhân còn nhắc đến chuyện trước đây của nhị di nương, lúc ấy thế tử điện hạ và chi phủ đại nhân cũng có mặt, nghe lời lão phu nhân nói xong thì không khỏi thấy chuyện của nhị di nương có vài điều khả nghi thế nhưng lại không tiện đến hỏi lão phu nhân cho nên mới ủy thác cho ta tần hoan cười khổ đại nương cũng biết tình cảnh của ta ta cũng không tiện đến hỏi lão phu nhân và tam thúc mẫu cho nên mới đến tìm đại nương đại nương cũng là lão nhân trong phủ có lẽ sẽ biết chút chuyện này sắc mặt liêu thị đột biến chuyện này thấy trên mặt liêu thị tràn đầy khó xử tần hoan liền cười cười đại nương đừng căng thẳng Chi tiết bên trong có lẽ đại nương cũng không biết, chỉ nói những điều mà ngày đó người trong phủ ai cũng biết là được. Tần Hoan nói như vậy thì trong lòng Lưu Thị mới buông lòng, nhìn thấy ánh mắt trong vắt của Tần Hoan cộng thêm vẻ mặt nàng không hề có ý bức bách cho nên Lưu Thị thầm vui mừng, bà nghĩ nghĩ rồi nói. Năm đó nhị di nương cực kỳ được sùng ái, nàng ta cũng rất xinh đẹp. Lúc nàng chết thì mới vào phủ được khoảng 2 năm, vì sao lại nhảy giếng tự sát thì bọn ta cũng không biết, cũng không có ai tận mắt chứng kiến. Có điều về sau này nghe người ta nói có vẻ như có liên quan đến hài tử của nàng ta. Thế nhưng hiện tại nô tỳ hồi tưởng lại thì lại không nhớ rõ nhị di nương có thai, có thể là xảy thai đi, lúc nàng vừa mới có thai thì đã xảy luôn, chắc là vì thế nên mới không chịu được mà tự sát. Tần hoan nhíu mày. Lúc ấy đại nương không nhìn thấy nàng ta nhảy xuống giếng, vậy sau này chuyện hài tử là ai nói? Là có vẻ như là một nha hoàn bên cạnh nhị di nương. Nha hoàn đó chăm sóc nhị di nương ngày đêm cho nên là người hiểu rõ nhất vì sao nhị di nương lại nghĩ quẩn. Sau khi nhị di nương nhảy xuống giếng, lão phu nhân mời pháp sư đến xem, sau đó miệng giếng kia cũng bị đóng lại. Tiếp theo đó nha hoàn kia cũng mắc bệnh rất nặng, chẳng bao lâu sau cũng qua đời. Nói xong liêu thị thở dài. Nói ra thì phủ chúng ta như nào, cửu tiểu thư cũng tự hiểu rồi, tâm tư lão ra thay đổi cũng rất nhanh ngay khi nha hoàn kia chết đi thì không ai nhắc đế nhị di nương nữa. Trải qua nhiều năm như vậy, nhiều người mới vào phủ thì căn bản đều chẳng ai biết đến cái chết của nhị di nương. Tuổi tác liêu thị không nhỏ, nói như vậy xong thì trong giọng nói có hơi chốt thổn thức. Tần hoan hơi trầm ngâm. Cho nên nói lúc đó nhị di nương chắc chắn là có hài tử. Liêu thị nhờ mắt suy nghĩ một chút rồi sau đó gật đầu cực kỳ chắc chắn. Đúng vậy, Ta nhớ rõ ràng nha hoàn kia nói ở trước mặt mọi người là nhị di nương đau lòng hài tử của mình nên mới tự sát, lời này có vẻ như khiến cho lão phu nhân không vui nên còn đang định phạt nó một trận. Tần phủ là đại phú hộ, mấy nô tỳ hạ nhân không dám nghe nhiều nói nhiều những chuyện này, có nghe rồi thì cũng coi như chưa nghe thôi. Có lẽ chắc chắn là hài tử của nhị di nương từ sớm đã chết non rồi. Tần hoan nghe thấy thế thì gật đầu, lưu thị càng thấy có lỗi. Dù sao đã trôi qua được 8 năm rồi, có nhiều chuyện nô tỳ cũng không còn nhớ rõ nữa. Những gì còn nhớ cũng chỉ có như vậy, xin cửu tiểu thư đừng nên trách tội. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.